Hey, hey yo, what's up anh em nha. À, tiếp tục yoga anh em ơi. Hôm nay mình tiếp tục đánh blue chip nha. Tìm hướng đi mới nha. Okay, go. Let's go. Oh my god. Gặp đại cầu thủ luôn, căng Trừng Thị Thu Thanh gái ta gái giờ phong cách mình đánh là lưu chết đuổi thua xong rồi combat chỉ cho nó lành. Okay. Kiếm trước nha, kiếm không có một cái kiếm luôn á. Có kiếm lấy găng. Nay lên ca điểm anh em nhá. Nay lên ca điểm nha. Chủ động mình lấy chuối thua anh em à, để 3.5 lên 70 con đó. Nè, có kiếm ngon, thì đợt này cho 6 tiền đúng không, có thể cho 6 tiền ai cũng có bi. Anh em là ba anh em chủ nhân, ba anh em ăn comment cái coi, comment cho thầy biết là ai coi, thầy chào hello nè. Ui giời ơi, lấy win chip rồi, đánh lưu chip mà lỗi kim cương khó đánh lưu chip lắm.
cứ thua cái lỗi kim cương đấm mình đi luôn á. Ngon hơn không? Đang thiếu tanh. Bên mình thiếu đam á, đang thiếu đam. Đang tanh trên được. Chiếu một cái cho cặp luôn. Ra đầu chích nhờ. Đầu chích đâu? Có đầu chích luôn. Con nè. Cấp luôn. Ủa, phải lên cấp. Đánh bèo vét và camera thôi. Cương đánh win. Cái gậy ba tiền ngon quá chắc em trên chịu lấy đồ tanh thôi, lấy cái đèn máu với gậy, lấy cái đèn máu lấy được cái gậy ngon. Quyết định đục nó chịu. Ây trời ơi cây chưa quay qua anh em kia. Anh lên lên 2 nhưng mà nó không kích được u binh á. Được u binh được cái lên 2. Bèo vét ra luôn, áp mấy đạn lên trời. Tại mày nghe, tại mày nghe. Không chịu ra nãy giờ nghe. Chứ không phải là tao, không mày. Không ra đậu chút. Ôi giời, ôi.
giờ nó ra đạo chích. Giờ mày ra đạo chích quá muộn lắm không? Để nó đi. Kiếm rồi kiếm đâu chứ mà ba chấm mà lấy đầu chích gì nữa đồ này chắc mình phải tối ưu luôn á, tạm cái căn luôn á. Ê chết mẹ rồi. Làm ngu binh ngon hơn nhờ. Má gỡ chưa. Làm ngu binh cho con béo quét này nhờ. Ngon. Làm cho khu binh luôn à, không uống cái sẻn rồi giờ cái sẻn để không lên 2 luôn. Cao. Gọi lên cao. Đồ ác chiến kìa. Nó làm có cái nhắm lửa. Bao vét của mình ngon. Bao vét của mình là ngon rồi. Đấy thôi. Được rồi đi thôi. Quá giàu rồi. 50 tiền. 16. 4.1 con. Gậy từng một cái gậy á, cái gậy ngay mid point ngay má tư sao lấy
đưa ngay đầu, đưa ngay mặt mình. Nào biết lấy đồ gì. Chết chịu thôi, chết không biết nào lấy đồ nữa. Cái quyết kiếm thì dở quá, quyết kiếm thì con beo vét nó không mà nó không hút máu cho bồ thì rất là dở luôn. Tại vì mà quýt theo tem mà. À, mình lấy cam ớt cuối cùng nó đánh thép không nghĩ đâu đam vật lý lên ngôi giờ nó đánh thép đó ca luôn cua ca. Đâu ra tướng xấu. Mình có Samiga rồi. Level 6 4.1 7 con. Ôi ôi nhiều nhà đánh quá, nhiều đánh PvP quá. Khó nha. Khó một con đó thua ca cách vui làm sao mà ta đét thua ca đây. Cô ca tới lượt mày có lâu bốn chấm một con chỉ là thử nghĩ là nó có 4.1 con đó. Nói chung là thằng nào 4.1 con đó bắt tướng hay làm lên 8 thôi, lên 8 thì bắt hết tướng con đi con. Tôi gắng còn liền cấp đèn có gậy luôn. Coi đét được thì lên 8 nếu lên 7 7 đấu sư ngon, đấu sư ngon, đấu sư và heo vét chắc là gon thêm heo vét.
Go gặp không đồ. Go hay sao đồ. Á con bèo web này thật sự là nó sẽ hại mình đó. Cảm giác nó sẽ hại mình. Ra hai con. Lên 8 được thử luôn á. Thu quá. Thu.
Đi lên 8 thôi. À, mình có cái giảm hồi máu rồi, mình có quỷ thư mà, còn mình có cái chấm lửa mà. Ơi, cứ suy nghĩ cũng gồng lắm. Đây đây. Đúng đúng đúng. Đây. Ủa, nó hủ gì ghê ba. Khá ớt vậy. Vừa đam phép vừa đang xử lý ô bèo quét ồn vãi đấy, ô bèo quét ác vãi đấy. Sao thế nhỉ? Kiếm súng phải là cái kiếm súng. Rồi con A Phúc ngang A Phê nó sao lấy, mày lấy.
Giá là gòn thằng kia. Con nữa ta có được con không nhở, mẹ phơi hai rồi. Ok này. Đổi chứ nó không đổi à, đổi phải đổi thôi. Cái này găm hết vậy, chưa nào cũng găm hết này thế. Ghê cái này, ghê đấy, cái này ghê đó, hai ghê, hai ghê thằng eo ghét. Tay game, tay game tập cũng lên 9 nè, lên 9 đây, phải là level 9 đây. EWS có ai đánh không? Còn EWS 3 sao? Mình đánh EWS rồi. Này cũng bị mình đắm. Rồi cho video không hay rồi. Có luôn, có đồ video luôn. Ai mép cái này được, nghĩ lấy cái này được. Nhưng tao lấy giúp cộng thì lấy cái nổ xét, nó phụ đam thêm. Đổi được không? Không đổi luôn, cái dễ mình không đổi luôn. Được. Chơi cái dễ nhau quá. Leona đập Leona đó. Rồi chết, kêu bé chết. Bé chết. Ôi bài này top 2 là uổng lắm nè. Tụi nó ra hết trơn, ướt mẹ nó rồi, top 2 quá. Bài của nó nè, coi nè. Đường nào mình ăn, đường nào mình thắng được này. À rồi đưa, chưa nói tới này nè. Yếu hụt luôn, xong em. Ừ.
win được không, để không có lỡ được sao. Phải là gặp ông tao ăn được cả ngày đi anh em ơi. Được liêu na nghĩ thầy không biết xếp bài hay sao không biết em bỏ thầy vậy không phải coi thường thầy. Quá đâu đen thui nữa rồi, là đen thui màn hình nữa rồi. Trời ơi, cấp một rõ ràng chưa. À, bài ta mạnh quá chịu nổi. Ủa, này anh em luôn. Không ai thấy tôi ta. Nay đề xuất ít thế không? Nắm phát cũng luôn.
khó quá vậy. Làm nóng găng tay bầu chặt găng 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 tay rồi lấy cái chết thì cũng phải cái này most of the work. I just swing it. Hãy lưu quy nha. Lại cố thủ hả? Get paid and get out. Rồi. Và bên này có lên được đại cầu thủ không? Mua vừa được thử để coi. Chưa biết đánh gì á, đồ này chắc đánh phép quá nè, đâu gì đánh phép quá. Cái ghép với công nghệ thì đánh cũng phép áo quá ba mươi không đã kích luôn á, đánh đã kích luôn rồi cứu cả anh. À, cú tà kích mà chơi cho thần giáp đánh con xét nữa rồi. Ờ, nếu không có xét thì phải dần tanh mình bị cứng lắm. Xét thì là cứng chắc luôn. Ờ, kiếm cái vuốt gồng. Xét thì kiếm vuốt gồng. Gai.
Ê, lấy được cái vuốt rồng ba tiền quá đẹp. Cái xa I've trained for this. Cái xa đâm kép chưa được. Bán cây xa được rồi, đổi chưa không được 10 đồng, bán cây xa được 10 đồng rồi, nhảy đổi này. Thua là dở lắm à. Mà thua thì bán đi luôn. Just business. Thằng này nó đi lui. Nó cầm đồ đi lui cho bồi chết. Ờ mấy đá. Chết u bán đi bạn ơi. U bán. U bán.
ăn mạnh công kích kìa, chiến thần chưa? Ôi trời ơi, để mình coi bỏ được nào không? Bỏ được này. À, cái mặt công kích mình không đánh Soka được, đánh mình đánh anh tay đánh Soka mà nó tăng công kích. Xem mình không có Soka trong, xem mình không có Soka. Đồ này đúng rồi, đúng 15 rồi. Có thể là thầy sẽ đánh 4 xạ kích, 2 xạ kích cũng được, đánh 2 xạ kích à, phải có thần giáp vào, có thần giáp vào. Cái dây chuyền, làm cái dây chuyền cực độ. Đủ rồi, được rồi. Quá giàu rồi còn đòi hỏi. Có lấy gậy của em. Lấy gậy được nha, lấy gậy được, một cái gậy. Thế thì làm đây máu vậy. Máu dây chuyền ta, đóng dây chuyền trước, đem máu sau. Tới 4.1 xét được, 4.1 xét. Còn đây một thẻ. Dư sức luôn, thậm chí là có thể win được luôn. Kiếm hai cái găng làm vô cực cung xanh rất là đẹp. À, này mà hên hên nha, không biết lên 8 không ta, lên 8 không, ở lên 8 bắt hết thứ. Con 7 nha, tất cả mọi thứ đều con 7 nha. Cái này thế quá.
em đừng như vành vô nó kết thúc hôn. Mà nó 4 tiền em cho nó phụ phụ được xíu ơi, phụ được góc. À ha. Oh my god. Phải nha, để tôi tỉnh lại một cái mọi người ơi, để tôi tỉnh lại một cái. Đang mất bình tĩnh cái pha này nha. Bún thả kích rất là thơm, bún thả kích rất là thơm. Máu nhiều lên 8 hẳn ngon hả? Khát máu luôn kìa. Không không, kiếm con sơ ca, kiếm con sơ ca liều ăn nhiều được. À, tám con. Nghĩ là chắc phải gon dài phát ở đây. Ui trời ơi đen. Để lên 8 được, lên 8.
lấy được cái cung xanh luôn á trời. Chưa có đốt máu luôn không? Chưa có đốt máu lấy cái giáp lửa nha. Bây giờ lấy cái giáp lửa thôi hết đấy được gì rồi. Tám lên luôn ta. Anh em nghĩ có nên lên luôn không? À, nó bắt hết trơn nè, nó bắt hết trơn Samira nè. Bắt hết. Nói gòn đó giờ khó chịu rồi lên thôi, không có đợi nữa, ở nước Úc còn đúng đen luôn má ơi, còn một cái uni mà nó không ra, còn đúng đen luôn. Senna không biết có Senna không, đi học cái Senna. Ôi trời ơi má, tiền nhiều mà không đi gon mà cứ đi đợi lên 8. Lên 8 bây giờ gon có con nào luôn nè đâu. Bắt tướng mẹ nó hết rồi. Thế nhờ tên An coi con nào lên 2 sao mình cho đồ cũng có. Đồ đồ không có đồ chiến nha. Yeah.
Đồ Samega nhìn hãm vãi cái. Đồ Samega hãm vãi. À, nó ra cho đồ mình cũng ác nha, thiếu đồ, thấy thọt đồ á. Thường thành nó dư thêm một đồ lẻ đúng không? Mà bây giờ nó lo đủ đồ luôn. Thọt đồ đó. Ôi, gắn chạy tấm sáu. Gon đen quá, bài này đen quá, Gon đen quá. Thật sự là Gon đúng đen, nó level 8 á, à, nó bắt hết tướng rồi. Tôi sợ tôi Gon level 7 một tí rồi á. Tôi có Gon level 7 một tí rồi mà nó không ra. Nó áp bái đạn. Cung xanh gì nữa nhờ, bây giờ lấy cung xanh gì nữa. Bây giờ lấy tướng rồi. Hơn được 2 sao khỏe nè. Đi gì rồi. Không bường lên được top 5. Không bường lên được top 5 cay chưa. Thôi mình đen mình chịu á. Lên 8 gold mà cái lúc mà cần để hai tướng hai sao để mà cơm bắp mà không ra hiểu rồi. Top 4 chứ top 6 chứ top 5 đâu. Top 6 đúng không? Top 6. À top 5 hả? Top 6 top 6 top 6. Đen quá á. À, nó con bảy nó ra AF luôn mà, con bảy nó ra AF luôn mà lên có lỗi Samiga luôn mà. Ô tài gặp em chè nè. Mười hai ba chục phút được đánh được 30 phút là 40 đúng không, 45 50. Ok ok mày lấy kiếm, lấy kiếm. Có chè. Ờ thầy thấy rồi. Để coi thầy xử lý trận này coi sao. Trận này chắc thầy đánh theo kinh nghiệm của thầy hai bữa nay. Đấy là quýnh chú thua đó Long. Chú chít xong cái cơ bắt. Hai bữa nay thầy đang đánh cái đó. Má và cái váy thì chán.
Tôi AC mà bán uổng, thôi lại lỡ. Lỡ rồi. Thấy cây le, cái mua cây le vội quá. Mê đậu chích rồi. Tiền đúng không? Mình cho tiền để coi bao nhiêu tiền mình nó bán hết được này không? Cho chắc có 6 tiền, 3 tiền, 6 tiền, 6 tiền không đủ. Ba tiền. Giàu thì lính tới mình thôi, nghèo thì mai tới. Giàu trước cái đã. Ở đây tám thì một tám có thể cấp, có thể cấp em ở cái bên vào, rồi cái bên này vào không. Hay gì mình bán nó, mà mình có thấy win được, cảm giác mình có win được. À, cái này ghê lắm. Cả đều con 7 anh em ạ. À. Lên 8, lên 8 ra đấy. Lên 8 có lần chừng giữa tướng 5 tiền á. Cái lần chừng với tướng 5 tiền với mình nghèo quá mình không có thể nào. 4.1 lên 8 được á, mà có tiền dư gon á, ok nó lên được. Còn mà 4.1 tiền gon thì thôi. Thôi là lên 7 là gon 7 luôn cho nó lạnh. Lấy đồ tâm trước, để lấy cái vuốt rồng trước được. Vuốt rồng nó có hồi máu. Lấy được cái gậy ngon nha. Lấy được cái gậy ngon nha. Oh my god. Game của tớ rồi.
just business. Đã tuyệt vời. Gãy cổ cho. Đổi hết chưa không? $50. Lên 8, bài này lên 8 được nè. Bài này giàu nè. Bài này chắc chắn lên 8, con 8 được. Hello Nguyễn Toàn nha. Áo được. Lên đại cao thủ rồi hả? Chúc mừng em. Chúc mừng tân đại cao thủ. Phòng hò quá. Phòng hò ở đây quá. Tôi lên được. Thế cô luôn rồi, ai cản bước được thầy. Cô luôn áp hết cả. Oh my god, cung luôn. Để tí làm một tranh, đắp giúp gồng cái này. Có tanh rồi. Áo 50 tiền. Hồi nãy tặng nãy đen đúng không? Nãy đen đỏ thôi. Em mà phải tặng đen đỏ. Thua đẹp, chắc thua được. Đổi số. Ba lỗi kim cương đi cho nó phê. Túi bao tiền á, à, gạo trắng khi di chuyển lên cắt ép được, được nè. Tôi cảm giác có người đánh thép á, tôi thấy có người đánh thép á, à, chắc là lên luôn nhá. Bài lên 7 gon anh em nhờ. Bài lên 7 gon, lên 8 gon nhờ. Chào quá mà. Con 7 thì ngáo quá. Đồ gặp em chè. Để lôi chung nha.
cao quá, lên 8 con. À này lên 8 con đẹp. Ôi giời ơi. Someone's about to get hurt. Oh my god. Oh my god. Gà nhìn mấy đứa uống tiền. Yeah. Ép nhiều quá. Có cầm đồ không con, có phải cầm đồ á, con beo vép này lấy được là binh nè, một cái găng, còn cái găng đúng không, còn cái găng, còn một cái găng anh em ơi, găng, ok găng, cảm giác mình gòn đấy. Còn nói mát tiền hết 7 rồi. Mát tiền ở 7 hết rồi anh em à. Con chó là phải cầm cái này á, nó răng chắc thương lên chứ. Đó không ngon được. Nó chỉ là ngon. Sai lầm khi lên 8 không? Sai lầm khi suy nghĩ lên 8. Sai lầm. Bắn. Chết. Ừ, ô đẹp nè. 4.1 lên 8 được là lên luôn. Con hơn ca luôn. Có một cái Neko tôi tin chắc chắn là Sega Samira. Chắc chắn là như vậy. Gác. Này ra hơi nhiều nha. Bài này có cái hướng rồi đó, có cái hướng đi rồi đó. Qua đánh Samira không? Đánh Samira không? Chưa có Samira đúng không? Lên 8 con có Samira thì nháo quá, có rồi luôn. Ui Samira cầm cái việc ác kiến. Cho tiền là đẹp nha. À, cô bé. Let's see what
Kim. Còn 20 gram, 20 gram nữa không có. Thằng Tamita nó đâu? Đó. Á, còn đèn phải đã. Còn đèn phải đã. To get hurt. Còn đúng một con Samira nữa mà không thấy. Đâu vãi đàn. Có vẻ quá. Samira 2 mới lên chính được. Bây giờ có con Samira 2 mới lên chính được. Mà bây giờ nó không có. Phải đã. Rồi ok, Neko lên luôn nha. Cần như đây thôi. Có kiếm súng vô là ổn nha. Cần có cái kiếm thôi, ép thôi là ổn, mọi thứ đều ổn hết. Ổn chút nào, trời ơi. Đi bà lăng. Đâu. Lấy cái lỗi thắng phép. Mà đi quýnh thua nhà phép. Anh đi ba luôn rồi. Áo vai đã. Ở thắng phép đi thua nhà phép rồi sao? Ồ cái phép một tiền chắc không ai đi. Phép một tiền mà tụi bay lấy nữa tại chú chịu luôn. Không phải cái đấy. Để lấy đại lấy cái đỡ cái nước mắt á. Để coi ra quái nữa nó có cái BF không. Nếu không có BF thì làm luôn bao tay thằng tay á. Kẹp hộ công ngon hơn hả? Hộ công nữa hả? Anh em mà kẹp hộ công vào để đâu? Ok lắm rồi, kẹp hộ công gì? Ai này thiếu thôi. Bắn phép nhiều rồi, kẹp hộ công vào chứ nữa. Hộ công vào cứ đâu mà kẹp. Vừa CC vừa tanh đủ rồi, kẹp hộ công. Lên 2 thôi là ghép được rồi. Bắn lấy cái lỗi rồi. Còn đèn quá, còn 8 đúng đèn luôn á, tự luôn á. Cá mà cá được cái gì á.
ăn không ai sao được. Đi nhiều quá rồi, bỏ con này đi, con này vô phụ đam đi. I am a robot, hear me roar, roar. Thiếu hồi phục tự hay kiếm súng em sao mà kẹp bộ công vào được. Bây giờ đồ hình như thế này mà em kẹp bộ công bằng em kẹp nó thao cho thầy biết cái kẹp cái nào hộ công coi. Bây giờ cho lẽ đi bỏ cái con dắt, bỏ cái con Shizu đi, hay đi bỏ con rồng, bỏ con rồng mình lấy gì đâu mà có rồng hai sao, rồi có rồi lấy gì có tanh hộ công, trong khi mình có lỗi là cái lỗi là đỡ hộ công rồi, đúng không? Tại vì mình thiếu hồi phục thôi, thiếu một cây súng chứ không phải bài mình yếu, đang thiếu một cây súng ép được để biết. Bây giờ gom mấy thằng mấy này hai sao là khỏe nè. Và mình chỉ thiếu một cây kiếm súng tự. Có kiếm súng vô là khác liền. Rồi, đi luôn. Hai con Ugot vào đẹp. Có giáp lửa rồi có thể bỏ con rồng được. Có giáp lửa rồi có thể bỏ con rồng được. Nhưng mà con dắt phải lên 2 sao. Từ từ nha, từ từ nha. Rồng đang 2 sao mà bán. Hai Ugot giáp lửa bỏ gồng, con gồng đang hai sao lấy hai Ugot vào ý đúng không, được không? Biết là có giáp lửa nhưng mà hai sao nó cũng có đam à, hai sao nó cũng có đam rồi luôn, rồi luôn. AF 2 ở level 8 triệu luôn. Còng phế quá. Yeah, lên 9. À, người ta lên được level 9 rồi. Ta lên level 9 thì mình đi rồi. Mình tiền nhiều mà mình không có lên được 9.
không nãy mình tiền nhiều mà mình không lên được chín, người ta lên được chín. Gọng ta 5 tiền 2 sao level 8 kìa. Người ta 5 tiền 2 sao level 8 kìa. Trời ơi, đầy đắng chưa? Kẹp hộ công cũng đi mà. Mà kẹp hộ công được cái bài đó, kẹp hộ công cứ nào được. Giờ lên dắt hai lên là không, giờ không lên. Nãy cũng không kẹp hộ công được. Kẹp hai hộ công vô thì làm được cái gì? Đổi hiệu công rồi mà còn đi kẹp hộ công nữa. Cool.
Ao top trận đó đúng đen. À, lên 84.1 mà gold không ra. Lên 84.1 mà gold ra cái gì không? Trong khi người ta tướng 3 sao hết. Áo vái cái này. Gold đen quá chịu. Tướng qua 4.1 lên 8 là gold quyết định. Mà gold không ra được con Samurai hay sao, trong khi mình có được cái Neko rồi. Áo vái. 5 chấm mới ra được. Ra được người ta mẹ ta lên mẹ nó tướng rồi. Ôi, đâu cũng là số phận. Nó không cho mình on top trận đó. Top 5 nữa hả? Top 5. Lâu vô rồi ta. Trời ơi. Ôi, thằng này hai cầu thủ quên không. Ok, được đấy, đấu. Hello Vũ nha. Thấy chơi game lại mà chưa like á em. Sao cái vé fan này mãi không mất thế thầy. Thầy cũng biết Vũ à. Áo cắt luôn quá. Bởi vì em yêu quý thầy nên nó không được khép mắt.
Bạn Kiều Vũ nha. Lớp Du. Bắn kim. Quên bắn tim. Cảm ơn các thiệt. Phá tư được nè, còn đánh phá tư được. Đánh phá tư. Lâu quá không chơi phá tư rồi, quên. Lâu quá không đánh phá tư rồi. Má mà sao chơi má được. Đánh phá tư nè. Nhờ bắn cái đó mới được á. Giết. Ok. Vô đẹp. Trời ơi. Chắc có còn một máu. Còn một máu. Ơi em yêu thầy luôn à. Okay. Rồi. Có người nói yêu tôi luôn mày ơi. Ok. Được. Thầy buổi này không phải gì đâu. Thầy. Thầy kết bạn mà thầy không đồng ý. Thầy bạn không thấy đồng ý. Rồi hả? Có đâu trời. À có à. Gặp hai đại cao thủ, gặp luôn em cùng, gặp luôn bạn của tôi, phải nghe bạn của tôi. Có ai đó. Từ là đánh siêu thú phải cần. Nó xét cho ai tạm thời cho mình em này. Yes.
thú đi chung có chết. Ôi chào xin chào ta cô buồn rồi ta cô á bạn lên hai quá trời lên luôn cargo đánh tầm trung rồi không thể nào mà đi cuối thắng với thua được. Cái Galia nó hợp với thường dân lắm. Tại thú rồi phải có người kềm hãm nó lại. Để nó thú quá nó chết luôn. Có người đẹp. Nhân. Anh cóp thôi, bốn thôi. Tại vì gặp mấy này, mấy thằng em này nó điểm cao, nó có điểm cao, cao top điểm. Trời ơi, vừa bán. Đợi má tư ra thôi. Bảy luôn, bảy luôn. Tất cả chỉ là đợi má thôi. Áo hả? Chơi lớn. Kết thúc cho nó có máu me rồi chậm tao view ít quá buồn quá ngày lên ngày xuống bữa nay là ngày sụt xuống Samira chắc rồi không? Đồ này anh em mình 3.5 lên 7 đánh Samira chắc 100% biết hết hết đánh gì là biết hết. Ui.
không đánh má tư chơi không nè, anh em mới chơi má tư quên đánh má tư. Em tôi nó úp chưa, em tôi nó chưa úp hả? Úp bảy luôn rồi đổi mà tập dường nói tôi nó gòn đỏ ra đây gòn đen à Casamira đây đây thế bạn ơi gòn hết tiền mà không ra Casamira ra đồ này à có Casamira rồi Casamira
có tài khoản ban không? Mình không có tài khoản ban. Tài khoản ban là tài khoản gì không? Không qua ơi. Cái này bình ban đúng không? Có bình ban đó. Tài khoản banh coi em còn tiền banh không. Còn mấy chục ngàn à. Kia đâu trời. Đâu con quên con quá từ đâu quá từ đâu đó. Con lỗi không có má tư mà giờ con này có má tư luôn. Trời ơi. Đổi cái lỗi 4 lần không ra mid for. Bây giờ gon không ra mid for luôn, chả hiểu nổi chả ai đánh. Bây giờ người ta level 8 Ugot 2 sao rồi. Em phải cút rồi đó. Không hiểu nổi, trong khi tướng của mình nó còn là siêu thú, còn là siêu thú mà đổi 4 lỗi không ra. Level 7 gon không có đúng một con. Game này game gì vậy trời. Gì vậy anh Công ơi? Có gì không anh Công? Nó không cho tôi chơi rồi. Đang cấp ban nhờ 100k tối về về ban thôi. Đâu có tiền đâu, đâu có đủ tiền đâu. Khổ chứ anh Công. Ở nhà không đi làm mà đâu có tiền đâu.
get to work. Trốn. Con lờ này nó trốn lâu lâu, lâu dữ. Trốn lâu phải đại. Con lờ nó trốn lâu phải cái đại. Trốn cái đâu quá. Anh em cút vợ. Anh em cút vợ. Hai giờ một sao. Anh con xuống 50 tiền gì kiếm một con mấy con mà tự là không có đáng luôn. Mạnh đâu có mạnh đâu. Đâu có gớt đâu có mạnh đâu. Đâu có mấy cái mạnh. Lý nào cái lớp bi không ai đánh mid four mà mình là đánh siêu thú mà mình gon lỗi, mình gon lỗi ở đây bốn cái không ra mid four, gon năm gon cả trăm tiền trúng một con mid four. Em ép top 8. À nó gặp. Đâu có nó ép top 8. Được chẳng gặp hết đâu có ép top 8. Mình giữ máu giữ tiền đầy đủ chứ. Còn đéo có. Không khi chả ai chơi. Lòng. Đéo ai chơi mid four luôn. Tội lỗi không có. Tội lỗi không có.
game bắt bắt người top 8, chọn người top 8. Thực sự luôn. Make this look easy. Does most of the work. I just swing it. I'll see this through.
I'll see this through. Vô tiếng ca biết ôi nó khá ok được lắm em trai này cũng đủ tiền rồi không đủ tiền đâu sao 50 tiền sao đâu out. Đấy đừng có quen vô thắng.
Bị đánh tan còn cam hết, cuối cùng gặp nhà phép chả hiểu nổi chơi game gì không. Có một cây gậy dưới mà không có một cây gậy em thấy Hoàng Nam Thành. Ồ thấy lô không em nha, này lâu quá em mới thấy Thành trên tay thầy nha. Dạ này khỏe không em? Bác ra luôn, bác ngay là vậy. Phá mình hai lần
lần lên bỏ tướng ra, giờ lần này là nó mắc làm mắc đổi nữa. Ui cây khó chịu rồi, có thiên địch rồi em ơi, thầy có thiên địch, địch từ đầu thầy chịu ơi. Someone's about to get hurt. Gặp thiên địch thêm dễ nổi. Chịu rồi. Tám con thôi. Cái nào cũng ra. Thấy cái đấy. Tám con đánh của bèo vét bây giờ bốn ba bốn nhà đánh Samira đánh cái gì chuyển quan bèo vét rồi bèo vét cũng được chiến sông mới đập dây chạy lớn luôn chơi là mới chơi vô tới không tới cả nó chơi lực lực lơ lơ cái đầu ngon mày nghĩ là nhặt tanh thì cứng mình cứng thôi thăng quạt quýt lên tám con kiếm mà phê kiếm dặn tăng có thể làm lên tám ở đây lên luôn ghét nha gót about to get hurt. Ai chơi game mà kinh thế. Ít nhỏ alo alo alo. Lấy con gồng này có chính xác con order này còn chơi được ôi trời.
con này tánh được. Con này tánh được. Con đờ giảm phép. Con đờ giảm phép em vào. Chỉ là để hai con đờ. Thầy đỏ thế nhở? Hồi nãy thầy đen quá em ạ. Thằng nãy tôi gặp hai cái cấu mà level 7 không phải cái là 7 cái lỗi siêu anh hùng cuối cùng 42, trong khi thầy đang là cái form siêu thú nha, lỗi siêu anh hùng á, xây 4 cái không ra mít pho, trăm tiền không ra một con mít pho, bà hiểu đó, trong khi mình thầy đầy máu luôn. Ở level 7 con không có một con mít pho. Cái lỗi siêu anh hùng con không có luôn. Phải cái đá đã hiểu nổi. Hiểu ép cao top. Game đó nó ép cao top. Đậu phộng game. Cái game này nó rất rõ là chả là gặp thiên địch để coi sao. Thiên địch cứ mặt thiên cái thiên địch ám thầy, nhà không chơi mà đi qua nhà thầy chơi. Nó ám thầy hai lần nữa, một lần nó bán tướng làm mình mắc giỏi, cái lần thứ hai nữa là làm mắc chích 8 hai lần, bây giờ mình đá đó bạn. Cảm đá hai lần liều dưới đi. Bài lên chính thôi, bài nó farm được ok rồi. Hai gậy là chết, hai gậy là phê đến nóc rồi. Làm mất chết tôi nữa trời, đau thế. God. Chưa lên đại cao thủ thời qua thấy 500 điểm mà mới gớt lại em. Game nhiều khi nó ép mình gớt, phải thầy dở. Nhiều lúc nó ép mình gớt á, nó chưa có đủ tuổi để lên. Mà cứ chết vậy thôi chứ không có chết. Thì thôi, kiếm thêm 5 tiền vào.
thấy một cái gậy. Ăn qua là xong. Cần đủ 15 giây, PC đủ 15 giây là xong. Hai tiền lên ta, lên có tiền con nữa. Cà phê này không có tác dụng đúng không? Nhà nhà có gì ngoài CT cả? Tháng 3 chưa? Tháng 3 rồi thì lên đường. Lúc lên mấy cái đó nó hấp dẫn. Lên cuối còn cuối cuối hơn. Theo thầy nên đánh lâu nhặt đồ chuẩn, không có bắt hay đánh win ngon hơn. Là mà nếu win được thì win ngon hơn các bạn. Lâu thì nó lâu thì phải có kỹ năng lắm. Thầy theo nghĩ là win, nếu win được thì win ngon hơn. Quan trọng là có win được hay không. Đúng không? Quan trọng là có win. Win tất nhiên là ok hơn. Mà đánh lâu thì phải kỹ năng lắm em mà. Đánh lâu chết là phải kỹ năng. Kiểu phải thầy trở lên mới được. Phải là thầy mới được. Phải là thầy trở lên mới được em à. Phải là người có kỹ năng mới được em ơi. Không đơn giản mà lâu được đâu. Đúng không? Thầy nói đúng không? Đổi của nó không đổi à, hay đổi mày kỹ năng ít đâu em, thầy đâu có đánh ít thô đâu. Trời ơi mạnh quá, may mạnh nha. Rồi đi ra ngoài chơi đi. Hồi xưa thì đánh giữ máu. Thầy thấy cảm giác đánh giữ máu á, nó không có đồ chuẩn, với lại nó không có lên gan được, nên thầy thay đổi một cách đánh rồi. Bây giờ thầy đánh lâu nhỉ. Thầy đánh lâu chết nhỉ. I am a robot. Hear me roar. Roar. Oh God. Cầm cảm giác bỏ mẹ nó lần tới. Ê chết mẹ luôn, cho đồ L mẹ nó rồi, cho con model nha, cho con model mày sao vậy. Đồ con order mà cho lộn god nè, bán mày con god này đi sao đâu.
Cái bán Ugot hơi gọi không? Tại vì em có đồ. Bán Ugot. Qua wow. Tua hả? Ủa alo Tua thăm quá thầy ơi, cho người ta lên con Sona 3 đi thầy, thăm quá quyền trượng thì phải để ở dưới hả, để cho nó CC luôn em à, đam mình nhiều rồi mà mình bự quá rồi đâu cần phải. Thầy đánh không phấp lay hả? Má phấp lay cho thua à, em mình đánh mình phải triệt hạ đối thủ chứ đúng không, mình đánh mình phải triệt hạ đối thủ, không cho đối thủ nó thở chứ. Em lay gì trời, đánh em lay là sao? Bữa thầy biết đồ không đồ thì thầy xuống dưới biết rồi, thầy biết mà, nhưng mà thầy muốn cho nó CC liền á chứ để phí lắm. Thầy muốn cho CC liền tại mình nhiều đam mà, mình nhiều nguồn đam mà. Đam từ thầy nữa mấy em. Không. Đam từ thầy là lớn nhất nữa. Tụi nó chịu gì nổi. Nó CC liền phế cái viện trưởng. Không sao Long à. Thầy nhiều nguồn đam mà không lo lắm, với lại thầy nghĩ thằng đó nó không ăn được thầy á, thầy suy tính trong đầu hết Long à, người thầy của em, người thầy mẫu mực mà. Hồi nãy top 8 chửi quá trời luôn à, top 1 cười chui. Đây 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 đây, anh em hãy xem thầy đánh lu chít thằng này nha, hứa với anh em luôn đánh lu chít thằng này luôn. Cho anh em hỏi nói thầy tại sao thầy không có kỹ năng đánh chiếc ô rồi ha. Thằng em nào nãy nói thầy đánh chiếc ô đó. Thằng này đánh u chiếc em nhá. Vô gáo.
game này đánh tấm Nemo sơn mạnh mẽ autop 20k nha thầy. Nemo đâu, ai vậy? Nemo sơn mạnh mẽ sao đấm autop được, bây giờ trên top nó thì được em à, được không? Trên top thì được chứ đấm ta autop bài người ta mạnh sao đấm autop đâu có me bài nó được, đúng không? Cho cái kèo đánh không cho đồ đâu, đã đâu đâu không cho đồ đúng không, không cho đồ có nghĩa là nó cho tiền nữa, còn cho tiền nữa đúng không nhỉ, còn cho tiền sao mà để tính số số cái đủ 10 tiền hay nhờ. Thằng tốt của đấm em cấp 2 à? Ok em ơi, kèo này thơm nè, 20k đúng không, được ly trà sữa. Muốn lấy chứ thua mà lấy không được rồi. Phải lấy tướng vô để cho con TV này nó quýnh cho nó có tiền, mà mình lấy chú thua là cũng đổ con TV này út bởi vì cái canh làm sao mà để thua mà con TV này nó tung chiêu được. Kia vô là cargo bị sao có tiền cargo nhưng mà có tiền thì cũng kia có tiền thì cũng kia get paid and get out. Này mạnh em à, á tí nãy giờ thằng nào
một top 5, hai thằng 2 sao. Áo quái các bạn ơi. Vì nó gặp có tiền hoài luôn. Nó long thì nó gặp nó chọt. Chọt xong chú Vìa hồi máu. Chú Vìa đánh có tiền win luôn. Đánh, đánh lâu mà thành win. Cung xanh. Cung xanh phải là cái cung xanh. Đồ của Samina thực sự là hai món đồ này nè, cái cung xanh với cái kiếm súng này á, mình đánh con Belvet thường mình đánh Samina, nói chung lên bảy ra con nào đánh con đó, con nào lên hai trước đánh con đó, quá đẹp bài. Hai con Sivir chắc được, hai con Sivir mục tiêu được. Để đây, để góc bên đây nó sẽ giết chết một con. Sẽ lùa vô một con một đánh trước. Hy vọng hai con chi kia này nó không trụ mình. Con chi kia này ra thì sẽ tiền nha. Một con găng tiền nha. Bây giờ đánh đánh cho cổ không không? Dám đánh cổ không không? Không. Hai con có một cộng một phải đấy. Vì này có cùng thành khó giết hơn là có cùng thành, có cùng thành thì có giờ tiền mới là quan trọng, có tiền mới có mới làm phiền được thiên hạ, phải có tiền thôi nè. Còn cái đầu mày. Ok gắn. À Nemo Sơn mạnh mẽ đúng không? Top em out top. Tung trên top đó là được. Heo. Đây đừng có không có tiền nha. Có tiền luôn à. Nhái. Quý mà không có tiền trời.
thiếu một cây BF nữa. Cây BF là đủ rồi. Bài này mà nó bẹp một cái là mình đi á. Nếu mà nó không bẹp thì mình win, còn nó bẹp là mình đi. Hy vọng nó không bẹp. Bây giờ lên 7 gold. Lên 7 gold, 3.5 lên 7 gold. Chỉ cần ra con 4 tiền để vô đổi ra xem ra bú. Bú mạnh luôn. Không tâm không được nhé. Thanh Long không có nguồn binh đúng dưới cùng mà không lấy được cái kiếm thì chịu luôn. Camera cầm kiếm anh em, camera cầm kiếm lại tin là như vậy. Camera cầm kiếm có một cái kiếp. Giọng ra luôn cho tôi lên 8. Ra luôn cho tôi lên 8. Đi ra.
trained for this. Ú, đặt thích, thằng Ú đặt thích đâu. Em có mạnh mẽ không sơ? Thầy thấy em chơi nó thầy dứt cái này là ngon. Ê, ê, ê. Anh, anh. Ồ, ủa, cái gì vậy? Ngon nhờ, ơi ngon, quá ngon, thật là quá ngon. Tại sao mình không để con thu vào? Tại sao mình không để con thu vào? I'm done being nice.
Đây là bú. Đây là bú. Sorry about the pain. Bú. À sơn mà mẹ đang cháy. Cháy ngay đấy. Cháy cháy phi, cháy từ phi. À ơi tao nghe. Mà thứ gì mày thứ gì sao mày thứ gì sao let's get to work I'll deal with it Má người gớm. Đàn ông get paid and get out đi ra ba sao ôi trời ơi hãy chơi game kìa. Energon nó level 8, cộng cấp 3 sao luôn. Tao đấm cùng cân em vô này. Cô cộng, cộng 3 sao. Hãy
bỏ con Jenna này ra. Bỏ con Jenna này ra. Bỏ con Tan. Bỏ con Jenna ra tên. Someone's about to get hurt. Oh, cơn nó mạnh quá, cơn mạnh mày đâu. Go big or go home. Còn mấy cấp ba xếp ngày đầu luôn, xếp ngày đầu. Cây á, anh mộng rồi có thắng thằng này được phải không, thắng thắng được mà một ba xếp bài cho nó gãy cổ
lẽ là mình thắng được. Mà tại biết sao không? Mấy thằng này nó level 8 mà nó gold đỏ quá anh em à. Nó level 8 mà nó gold đỏ quá. Đúng mình trong khi mình có hàng chờ thì mình lên 5 tiền 2 sao rồi. Chắc chắn có rồi. Còn mấy thằng thứa này không biết nó level 8 nó gold sao mà 5 tiền 2 sao. Đảo vãi cạn. Nè, không, AP không luôn. Nghĩ tới tanh và đi nghĩ tới đam luôn. Lấy cho nó ra đam nhanh. Ừ, xếp cái này nó thắng. Tài hay quá. Còn một máu, tài hay quá. Còn một máu, tài đúng hay. Ba liền nhanh hơn. Phải con AP này không có đồ. Thằng PC đam từ con đam từ 4 xả kích là đủ rồi. Nó đâu có ly hàng trên. Thầy ta muốn có ly hàng dưới chứ. PC hàng dưới chứ. Nó lấy xuống 1 không thấy không. Nó lấy xuống 1 không à. Tại vì nó muốn ly hàng dưới nữa. Cái dàn tanh sao mà vô nổi. Dàn tanh sao mà vô nổi. Tanh sao vô nổi, nó lia luôn hàng dưới. Thằng nào cũng lấy số 1 lắm thấy không. Lấy số 3 sao mà em vô nổi hàng tanh người ta mà lấy số 3. Người ta lấy toàn lấy số 1 em hiểu không. Tụi nó toàn lấy số 1 để nó lia nguyên một tem, nguyên làng hàng dưới nữa. Còn dàn tanh thì tự là không vô nổi. Nên tụi nó mới lấy số 1. Đá cuối. Một áo là bắt. Phải. Ôi thua kìa. Đá cân hay. Ủa. Ba thôi mà. Bốn trăm mấy. Ôi chiều nay thì on tiếp anh em nha. 6 giờ, sau 7 giờ đó, để anh tiếp, 6 giờ đi, sắp 6, 7 giờ đó, từ 6 giờ tới 7 giờ là sẽ on đó, bây giờ ọc, đi rước con gái, gái về 4 giờ, thì chuẩn bị đi rước nó được rồi, hẹn em 6 giờ nha, bye bye anh em, cảm ơn em đã xem like của mình.